người đàn ông không sợ già, người đàn bà không sợ xấu. Nói thì nói thế thôi, chứ còn người phụ nữ họ có sợ xấu chứ. À, các chị em cảm thấy yên tâm hơn để làm đẹp vùng kín an toàn và hiệu quả ạ. Như là thu hẹp vùng kín, như là xăm để tạo cái màu hồng một cách vĩnh viễn ở cái vùng đấy, thì tôi e rằng là không phải là một cái giải pháp duy nhất hoặc là tốt nhất. Da niêm mạc của cô ấy vẫn cứ ửng hồng, thế cho là người ta bị đánh lừa rằng cô rất ổn. Thì ra là xăm thì cũng rất là khó để cho người đàn ông của bạn, thậm chí các bác sĩ chúng tôi có thể đánh giá được những tình trạng của bạn. Chúc cơ quan ấy nó nằm trên cơ thể của bạn, nhưng ngay sau khi bạn kết hôn thì nó là chồng của bạn là người đồng sở hữu với nó. Thì tôi vẫn có ý kiến là tôi nghiêng về cái vẻ đẹp tự nhiên, yêu cơ thể của mình, yêu cái cuộc sống của mình, gia đình của mình, và hơn hết là yêu cái người bạn đời của mình. Thêm một vấn đề nữa là có nhiều chị em phụ nữ sau khi mà trải qua quá trình sinh nở đó, thì mình dùng một cụm từ chung là vùng kín bị xuống cấp. Sập xệ. Dạ đúng rồi, thì bác sĩ có chia sẻ như thế nào về vấn đề này ạ? Có lẽ đấy chính là một cái điều kiện, một cái thách đố mà khi chúng ta đã nhận cái lấy cái vai trò làm mẹ. Người ta nói rằng khi sinh con, người đàn ông không sợ già, người đàn bà không sợ xấu. Nói thì nói thế thôi, chứ còn người phụ nữ họ có sợ xấu chứ. Xấu trong mắt của người chồng mình, xấu trong mắt của bạn bè đồng nghiệp, và xấu khi mà mỗi lần đứng trước gương, cái cô gái ngày xưa đâu rồi, và cái người phụ nữ, người đàn bà xa lạ đứng chật cả một cái gương ngày hôm nay dường như không phải là mình. Nhân đây bác sĩ có lời khuyên nào để cho các chị em cảm thấy yên tâm hơn để làm đẹp vùng kín an toàn và hiệu quả ạ? Có lẽ vì tôi cũng là một phụ nữ, cho nên tôi thấy cái việc mà quá nghĩ đến những cái phương pháp về ngoại khoa như là thu hẹp vùng kín, như là xăm để tạo cái màu hồng, màu tươi mới một cách vĩnh viễn ở cái vùng đấy, thì tôi e rằng là không phải là một cái giải pháp duy nhất hoặc là tốt nhất. Tôi còn nhớ có những nữ bệnh nhân của chúng tôi khi vào bệnh viện cấp cứu đã suýt mất mạng chỉ vì là những em sinh viên theo dõi thường xuyên cái ca này thấy bệnh nhân không có những dấu hiệu đáng sợ về việc mất máu. Các em bỏ qua cái giai đoạn có thể là huyết áp hoặc kiểm tra sâu hơn. Nhưng mà lúc tìm ra được rồi thì các bác sĩ giật mình bởi vì thấy là cô ấy đang trong tình trạng có thể bị mất máu nhiều. Nhưng mà thì ra do da niêm mạc của cô ấy vẫn cứ ửng hồng, thế cho là người ta bị đánh lừa rằng cô rất ổn. Thì ra là xăm. Một người phụ nữ họ phải có những sắc thái, chứ không phải chỉ 50 sắc thái đâu. Có những sắc thái để biểu lộ những cảm xúc, những cái tâm trạng, những cái nỗi lo, nỗi buồn, kinh hoàng, khiếp sợ, hay là sự tự tin, hay là sự tư thái của họ. Nếu như bạn cứ cố định cái đôi môi ấy, cái núm vú ấy bằng cái màu hồng vĩnh viễn thì cũng rất là khó để cho người đàn ông của bạn, thậm chí các bác sĩ chúng tôi có thể đánh giá được những tình trạng của bạn, như là cái bệnh nhân nữ vừa rồi. Việc thứ hai, cái việc mà thu hẹp lại vùng kín thì chúng tôi thấy cũng người quyết định quan trọng nhất không phải là bác sĩ đâu, mà là chồng của cô ấy. Bởi vì tuy là cái công trúc cơ quan ấy nó nằm trên cơ thể của bạn, nhưng ngay sau khi bạn kết hôn thì nó là chồng của bạn là người đồng sở hữu với nó. Một số bà vợ lén chồng đi tân trang vùng kín và về bị chồng rất tức mình, rất tự ái. Tại sao anh, em không hỏi ý kiến anh, tại sao em lại đụng vào cái của anh? Và một số khác thì chính chồng lại thuyết phục và chuẩn bị tiền để cho vợ đi làm, và anh ấy sang sái đi tìm những cái dịch vụ an toàn, hiệu quả, cẩn thận, uy tín để làm. Cho nên là một người rất là ngoài lề để mà nói về cái vùng rất là sâu kín của hai người họ thôi, thì tôi vẫn có ý kiến là tôi nghiêng về cái vẻ đẹp tự nhiên và có thể khắc phục từ hồi mà chúng ta còn là một cô gái, từ một cô bé đã có những cái sinh hoạt, đã có những cái vận động, cái ăn uống, bồi dưỡng hợp lý. Sau đó thì trong từng giai đoạn sống của đời mình,
từ việc mang thai, sinh nở, chăm con nhỏ hay là đã đến lúc tuổi về già, chúng ta đều có những cái lối suy nghĩ lạc quan, tích cực. Đừng để quá tăng cân hoặc là đừng để quá gầy gò. Hãy điều chỉnh cái số lượng cân của mình, cái dáng vóc của mình một cách hợp lý. Và cái nữa là hãy có một tình yêu, yêu cơ thể của mình, yêu cái cuộc sống của mình, gia đình của mình, và hơn hết là yêu cái người bạn đời của mình. Và khi người ta yêu như thế thì người ta có thể hy sinh, người ta có thể cống hiến cho nhau, người ta có thể rất gợi tình, hơn hẳn một bác sĩ về tình dục, hơn hẳn một chuyên gia tâm lý, để có thể nâng đỡ tâm lý, đời sống tình dục cho người bạn đời và làm cho nó trẻ trung, tươi mới, nó sung mãn theo thời gian. Một người chồng mà không nhìn thấy những vẻ đẹp bên ngoài, cả những cái vẻ đẹp mà chúng ta vừa nói thì phải xem lại, bởi vì là anh ấy đã quên mất rằng cô ấy xấu đi vì ai. Và anh cũng quên mất rằng là thực ra ông thần thời gian nó tác động đến cả hai người. Đừng nói phụ nữ có vòng eo đồ sộ mà đàn ông bụng bự cũng xấu dữ lắm, bụng nước lèo, hay là cũng có những tình huống chán hói, tóc rụng. Và cái cơ quan của anh ấy chắc gì vẫn là một siêu nhân. Cảm ơn bác sĩ. Quý vị thân mến, chúng ta vừa có cuộc trò chuyện cùng với bác sĩ Lan Hải, thạc sĩ tâm lý. Và sau cuộc trò chuyện này, quý vị cũng đã hiểu như thế nào là một vùng kín đẹp, đúng không ạ? Và Trà My nghĩ rằng là trên cơ thể của chúng ta có rất là nhiều điều kỳ diệu, từ các cơ quan, từ các bộ phận tạo nên sự sống. Và vùng kín cũng chính là một điều kỳ diệu, khi đây là nơi để chúng ta yêu thương, là nơi để chào đón những sinh linh chào đời. Và đặc biệt là trong mỗi cuộc yêu thì cho dù vùng kín như thế nào, điều quan trọng nhất chính là cảm xúc, chính là sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai vợ chồng. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Lan Hải đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Trà My, cảm ơn tất cả quý vị. Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình SNS. Xin chào và hẹn gặp lại.